Hello, đây đã quay trở lại với kênh của Minh Biker. Thì hôm nay Minh đem đến cho anh em một điều bất ngờ, là Minh có vài câu hỏi dành cho anh em, là đã có từng anh em nào mà vừa mê xe mà vừa mê cá chưa? Thì hôm nay Minh sẽ quay tới nhà một người anh. Người anh đó vừa mê xe mà vừa mê cá, mà xe là một cái con xe rất là gọi là thần thánh. Nó nói tới đây là anh em cũng biết là anh đang đi xe gì. Còn cá thì anh em xem clip thì sẽ biết ảnh mê cá gì đó. Thì bây giờ không để anh em đợi lâu, thì mình sẽ vô nhà ảnh vừa review xe review cá cho anh em xem ha, mà anh em đừng có rời mắt khỏi màn hình điện thoại nha. Đó, coi thì kỹ, hôm nay mình sẽ cố gắng mình review cho anh em vừa cá vừa xe cho anh em. Ok anh em nha. Rồi, anh em nhìn là biết xe gì chưa? Đây là Exciter 150 phân khối. Giỡn anh em thôi. Thì đây là Z1000 thần thánh. Đồ, ở đâu có cái nón đẹp quá anh em. Đó, đội vô cái cho có phong cách, review xe cho anh em. Thì điều đầu tiên á, anh em muốn gọi là phấn khích thì mình cho anh em nghe tiếng bô một cái. Đó, rồi, có chìa khóa sẵn luôn anh em, mà chủ nhà đi đâu mất tiêu rồi. Rồi, qua đây cho anh em nghe tiếng bô nè, camera. À, lên nha. Đúng là Z1000 thần thánh, bô của nó cực kỳ hay luôn. Thì như anh em đã biết thì Z1000 á là cái bô nó sẽ là cái bô đôi. Đó, gồm có 4 cái lỗ. Đó anh em thấy chưa? Đó, rồi ok. Thì con này á là con Z1000 2014. Thì bây giờ mình sẽ đi tới cái phần đầu của nó ha. Thì ở đây nè anh em, thì cái đầu đèn của nó thì mình không có nói gì nhiều, mà mình review quá nhiều. Ở đây anh em thấy không? Chủ xe lên cặp Hell Rambo. Thấy không? Nhìn rất là xịn sò luôn. Lên đồ chơi ít thôi nhưng mà rất là chất lượng. Cặp Hell Rambo thì hiện tại nó, lúc mà chủ xe báo á, mua là tầm 20 mấy triệu á, 20 mấy 30. Nhưng mà cái những cái món đồ chơi này á là tùy thuộc vào anh em mua ở chỗ nào, và có thể những anh em người ta sẽ mua rẻ hơn, và những anh em người ta quen biết người ta sẽ mua được giá rẻ, và những anh em người ta không quen người ta sẽ mua giá mắc, cho nên nó giá nó có thể chênh lệch nhau 5-3 triệu, đó là chuyện bình thường nha anh em. Rồi, tiếp theo là con Tây Thắng Rambo. Ở trên này có ghi là RCS19. Thì cái tay này á, cái trị giá của nó tầm khoảng từ 6-7 triệu, cỡ đó đó anh em, 6-7 triệu. Rồi, còn mấy cái lặt vặt nữa thì mình không có tính nha. Mấy cái lặt vặt nhiều lắm. Nói chung là xe này rất là nhiều đồ chơi, như giá đỡ điện thoại, bình dầu, rồi tùm lum ốc titan, rồi những cái này anh em biết rồi. Thì mình sẽ không có nói nhiều nữa. Ở đây, bên đây là một cái gọi là một cái tay con mà anh em hay đi á, anh em hay gọi là Acosato rồi đó. Thì cái này giá của nó tầm khoảng là 4 triệu. Rồi còn có những cái lặt vặt giống như là gương nè, báo số nè. Rồi đây đây đây, một cái hay nữa nè, cho dành cho những anh em đi ở tốc độ cao, đó là một cái trợ lực. Thì trợ lực này á, em quay kỹ vô cho anh em coi hiểu nè. Đây đây, quay quanh đây nè, phía bên đây đó, quay qua bên đây nè, đó anh em mới thấy được. Anh em thấy không? Thì cái này á, giá thị trường nó hiện tại khoảng 6-7 triệu, chưa tính những cái bát CNC đồ này nọ nha anh em. Bát dành cho Z1000 nữa, là nếu như mà anh em lên bát lên đồ luôn là
khoảng thêm 1-2 triệu nữa. Rồi, một cái mà mình thích nhất, qua đây, qua đây, qua đây, đó là phục Olin cơ. Cái cặp phục này thì theo mình nhớ là trị giá của nó là khoảng đâu tầm từ hai mấy triệu á, hai mấy gần 30 á, tầm đó. Còn mà cái gọi là Olin mà điện á thì tầm khoảng 50-60 rồi đó anh em. Cái này thì nó rẻ hơn cái điện nha, nhưng mà cái điện mà gắn vô cái này thì nó khó hơn chút xíu. Rồi, tiếp theo là nhiều đồ chơi đó anh em, gồm có những thứ giống như là ốp bảo vệ lốc máy nè, trợ sáng nè, ốp carbon nè. Những cái này là carbon thiệt hết nha anh em, chứ không phải là carbon đâu nha. Carbon thiệt hết, toàn bộ là carbon thiệt hết. Đây, ở đây cho anh em coi. Nói chung á, lên á thì anh em nhìn nó sẽ rất là, nhìn nó kiểu như là không có cái gì. Nhìn mới nhìn sơ anh em tưởng nó như zin, nhưng mà thực chất anh em so với con xe thì anh em sẽ thấy là nhìn nó rất là mắc tiền ha anh em ha, rất là mắc tiền. Thì ở đây để mình soi thử còn cái đồ chơi gì nữa không nha. Thì những cái đơn cơ bản như chống trượt bình xăng rồi những cái đó mình không có liệt kê ra nhiều. Đây nè, những chi tiết nhỏ này vẫn có carbon nè, anh em thấy chưa? Carbon. Mình quay trong nhà thì nó sẽ hơi bị tối, anh em không thấy rõ nha. Đó. Cái này là hình như là cái shop, cái tên shop cá của ảnh nè anh em. CTM Arowana Pro.shop. Rồi. À, cái gì nữa ta? À. Woodship. Woodship là hỗ trợ anh em là sang số nhanh. À, còn một cái nữa, quên, nhiều lắm. Xe này lên rất là nhiều. À, cổ vô titan nè. Cái cổ này giờ cũng tầm 8 triệu á, cỡ đó. 8 triệu. Rồi bảo vệ các nước. Đó, rồi xi nhan. Rồi còn đây. Đã heo Rambo trước thì phải có heo Rambo sau. Đó, heo Rambo sau luôn nè. Lên quá nhiều đồ chơi. Mà nói trong một cái clip này á, thì mình không có nói được hết giá. Nói chung là mình sẽ chỉ nói được cho những anh em mà nó lên những gì và những cái giá mà mình biết á, thì mình sẽ nói cho anh em thôi. Mình thấy là lên như vậy rất là chất luôn. Chiếc xe anh em đi thấy không? Heo Rambo thì thắng rất là an toàn. Đó. Rồi thì xe thì mình chỉ giới thiệu sơ sơ như đây thôi. Tại vì con Z1000 này á, cơ bản như lên clip mình cũng rất là nhiều. Thì bây giờ mình sẽ nói về cá. Mà mình nghe đâu á là cá này nó cũng dữ dằn lắm anh em. Coi vậy với cá này mà gom lại là cũng hơn chiếc xe luôn á. Thì bây giờ chủ nhà đâu, không thấy chủ nhà ta. Giờ không thấy chủ nhà đâu hết. Giới thiệu cá nhưng mà không biết chủ nhà đi đâu. Nãy giờ nói thiệt anh em là mình chỉ vô là mình quay thôi đó. Mình vô mình quay luôn á, lỡ mình chơm một con cá chắc chủ nhà cũng không biết luôn á anh em. Đây quay qua đây coi cá đi anh em. Để mình tìm ảnh coi. Anh ơi. Đây. Hello anh. Hi, chào em. Dạ. Thì nãy giờ anh hẹn em tới là review xe rồi sẵn quay cá luôn cho anh em xem mà. Quay xe nãy giờ tìm anh, giờ tìm rồi mới thấy á. Đâu có. Thấy em vô tí rồi để cho em nói. Thì em mà rành cá là em cũng nói luôn rồi đó. Em đâu có rành đâu, em đâu không biết gì về cá thiệt luôn. Cá này em không có rành cho lắm. Thì bây giờ anh có thể giới thiệu tên rồi những cái để cho anh em biết xem kênh em biết nữa. Anh thì tên là Tính. Dạ. Thường trong giới cá người ta gọi anh là Công Tính Mai, là Mai Công Tính. À, Mai Công Tính. Anh thì chuyên làm là kim long quá bối và huyết long thôi, chứ không có làm một cái loại khác. Thì cá rồng nó có rất nhiều loại. Nó có ngân long nè, nó có hai bắc là cao lưng nè. Và nó có kim long quá bối là cái loại của anh là full 5m. Rồi huyết long thì trong đó nó có các dòng sọt body, pha phu, kim sọt. Thì anh là chuyên huyết và chuyên bối và chuyên làm những cái sọt như thế này. Dạ. Vậy anh có thể giới thiệu cho em với lại mấy bạn xem kênh vài cái con hay coi. Ví dụ mấy con nhỏ này chắc rẻ. Ở đây thì cái này được gọi là huyết long. Thì ở đây là cái dòng này nó gọi là dòng sọt body. Thì hiện nay một con như thế này là nó có giá dao động từ 15 cho đến 20 triệu một con. 15 tới 20 triệu một con. Giá trung bình á. Chưa có tính là bằng một con heo Rambo nhắn anh xe à.
anh là chuyên làm cái này, tức là short body, tức là nó ngắn. Hàng này hàng tuyển. Còn nhiêu đây là đâu 20, 40, 60, 80. Rồi. Đó giờ trung bình cái hồ này khoảng trăm mấy là đã bán bớt rồi đó. Đã bán bớt rồi. Còn dọc dọc đây thì khoảng giá dao động khoảng từ 10 triệu cho đến 14 triệu một con ha. Nó dọc ra ngoài đó. Thì nó còn một số loại ví dụ như pha phu rồi này nọ thì giá nó dao động khoảng từ 2.000 mấy đến 3.000 mấy đến 4.000 mấy. Ủa anh còn mấy con dưới đây? Nãy giờ em chưa mới để ý mấy con dưới đây nè. Quay mấy con dưới đây. Thì giá dao động của mấy con dưới đây tầm bao nhiêu anh? 10 cho đến 12 triệu đang chương trình khuyến mãi. 10 đến 12 triệu một con. Ở đây là đẹp hơn. Quý thì bây giờ nó đây này là mấy con này nó nuôi ở phân trắng. Thì mấy con này nó từ 12 đến 14 triệu trong trường hợp nó có gì. Nói chung là ở trên lầu với gần sau kho còn nhiều, nhưng mà thôi mình cứ xem ở đây đi là mình đủ rồi. Đúng rồi. Anh qua đây em thấy có mấy con bự bự nè anh, to to luôn á. Cái này nó gọi là full Hamed. Nó gọi là full Hamed. Con này bao nhiêu anh? Con này đang kêu giá 35 triệu em. Nó sao khoảng tại vì cái hồ nó chật quá chứ nó ra ngoài đẹp lắm, với cái hồ nó hơi dơ. Nó to ghê luôn ha. Nó to. Bự hơn cái tay của mình mà thấy anh em. Rồi anh có bí quyết gì mà anh mê cá từ khi nào, anh có bí quyết gì không? Anh chia sẻ cho anh em. Nói chung làm cũng gần 10 năm rồi mấy anh. Hồi xưa là cũng chơi đam mê tìm hiểu mà hồi xưa đó. Nó cũng khó khăn lắm, không phải như bây giờ, tức là hồi xưa là chơi từ hồi trên diễn đàn á. Diễn đàn web thì từ từ vừa chơi vừa tìm hiểu thì anh cũng bay ra nước ngoài nữa. Bay nước ngoài cũng tìm hiểu, cũng học hỏi người ta. Thì sau này thì mở một cái shop như thế này. Thì cái shop. Thì em có một số câu hỏi muốn hỏi anh. Thì cái cá rồng này á, cái điểm khó nuôi của nó là gì anh? Khó nuôi. Thực ra cái con cá rồng này nó rất là dễ nuôi nếu mình hiểu nó. Tức là nó có những yếu tố cơ bản là nước lọc cho ăn, bệnh. Nếu mình đáp ứng đủ các điều kiện cơ bản của nó thì nuôi rất là dễ. Chứ không có khó, khó là tại vì mình chưa có hiểu thôi. Chứ nó là cơ bản như mình hiểu rồi thì nó dễ hơn so với những cá khác. Còn như thế nào thì nó phải có một cái quá trình mình tìm hiểu. Thường là anh sẽ tư vấn á, toàn bộ. Còn bây giờ anh em xem kênh của em à. Giờ người ta muốn là kiểu như là bây giờ người ta tới, người ta giao lưu, họ ta mua cá, anh cho đi cái địa chỉ đi. Đó, anh em mới tới được chứ. Anh thì ở Gò Dốc, Mai Công Tính. Địa chỉ là ở 27/39/8, đường số 9, phường 16 Gò Dốc, thành phố Hồ Chí Minh. Số điện thoại của anh á là 0906741774. Khi mà mấy anh em mà gọi điện thoại vô thì trong cái nhạc chờ của cái số điện thoại đó, cái chuông nó cũng có thể hiện cái địa chỉ đó luôn. Thì khi mà mấy anh em lại đây á thì không cần thiết mấy anh em phải mua cá hay không, cứ lại đây có gì hết là đều tư vấn hỗ trợ hết mình hết. Lại có nhiều anh em mà ta đam mê mô tô, ta cũng mê cá luôn đó, chứ không phải là mình đó luôn. Có cá và xe thì hai cái nó cũng là cái đam mê của anh. Giờ em xin phép anh em coi vài con cá chơi nha. Rồi, ok, cảm ơn anh ở đây đã hỗ trợ em làm một cái clip về mà vừa bê xe rồi vừa cá. Nói chung là một cái clip mà gọi là trên kênh em là hay, bữa giờ chưa có cái clip này. Dạ, cảm ơn anh nhiều. Rồi, hy vọng anh tương lai sẽ mở rộng lớn hơn nữa cho tiếp sức thêm đam mê cho nhiều anh em chơi cá. Đó. Nói chung là nếu mà riêng về anh em ô tô mà đến về cái bộ môn này thì sẽ hỗ trợ khách mình. Dạ rồi. Cảm đặc biệt là tiếng mãi sau. Dạ rồi, cảm ơn anh nhiều. Rồi bây giờ mình sẽ coi thêm vài con cá nữa anh em. Đó, trời, con cá kia nó bay luôn anh em. Đó, anh em thấy không? Con cá này nãy vừa rồi nó mới bay lên một phát luôn á. Nó bay lên mà, thấy không? Nó rất là lanh. Ở ngoài đây cũng có thêm vài con nữa anh em. Ngoài đây nhiều lắm anh em. Nói chung là từ trước ra sau là đều là cá rồng luôn. Đây nè. Đâu mình đón thử coi, thực sự mà nói luôn đó là mình không có rành về cá. Thì con này gọi là cái gì anh? Quyết long. À, nó màu đỏ đỏ là gọi là quyết long. Nó mà vàng thì gọi là ngân long hả? Kim long. Còn màu trắng, màu trắng là gọi là có màu vàng thôi, chứ còn nó phân ra là ngân long hai tấc là dạ. Đây anh em thấy rõ không? Anh em cầm clip thấy rõ không ha? Đây là huyết long hết.
Đó, rất là ghê. Xuống đây, ở đây còn 2 con, 3 con, 4 con. Đây cũng có nè, quay hết lướt cho anh em xem. Rồi qua đây nữa nè, bên đây cũng là huyết long. Đó anh em, em thấy chưa? Những anh em mê cá là nhìn vô là thấy mê mê liền ha. Đó. Dưới đây nữa, Đó, anh em thấy chưa? Còn về mà gọi là nuôi cá anh em thì anh em sẽ đến trực tiếp với ảnh nha. Đến trực tiếp với ảnh thì ảnh sẽ tư vấn về cách nuôi cá hay là dưỡng cá hay làm gì đó, là trực tiếp ảnh là sẽ hiểu rõ hơn. Còn Minh thì Minh không hiểu gì về cá hết. Đó, nãy giờ anh cũng đã nói, anh cũng đã chia sẻ số điện thoại và địa chỉ rồi, anh em cứ qua thoải mái đi. Thì anh em ở đây người ta nhiệt tình lắm, người ta dễ thương lắm anh em. Đó, bây giờ vô coi thêm vài con nữa. Con này hồi nãy chưa quay con này được, thấy con này bự nhất nè, thấy không? Con này bự ghê luôn anh em. Lét chơm anh em. Con này bỏ ngón tay vô là nó cắn mất ngón tay liền. Đây, đây, vô đây nè. À, một đống cá luôn, thấy không? Đảo này. Mua con này, mấy con này về sau này nó bự như con ở dưới đó. Ở dưới đây nhiều lắm nè. Còn cái hồ này là cái này là biến trà nữa, nó dơ. À, nhưng mà con này nó cũng gọi là huyết long. Huyết long luôn không anh? Ủa, tới giờ anh cho nó ăn chưa ta? Chưa. Từ thường là nó ăn gì anh? Nó ăn sâu hoặc gì đấy. Ôi, ghê chú ơi quá. Nó sung quá anh à. Nó ở trong hồ cái lớn á, hồ lớn nhìn nó sung ghê. Em thấy chưa? Hôm nay là một cái gọi là một cái trải nghiệm tuyệt vời á. Đẹp không anh em? Đó. Người thọ tay vô. Đó, rồi. Thì cảm ơn anh em. Đây, đứng vô chiếc xe rồi đó. Cảm ơn anh em đã xem clip của mình. Thì hãy nhớ like, subscribe, đăng ký kênh để cho mình có thể động lực để mình đi tới những nơi như thế này nè, để quay nhiều cái clip hay cho anh em xem nữa. Ví dụ nè, bây giờ có anh em mê xe, mê cá đúng không? Có anh em mê xe, mê xây dựng. Rồi có anh em mê xe, mê gái. Thì có, mỗi anh em mê xe đều có mỗi cái mê. Có anh em mê xe mà mê nuôi chim, nuôi mèo, nuôi chó. Nói chung nhiều lắm. Nhưng mà mình sẽ cố gắng hết mức có thể gặp những anh em đó để giao lưu với những anh em chơi cho vui ha. Và cuối cùng là cảm ơn anh em. Chúc anh em thật nhiều sức khỏe nha.